Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng. Nay trước mặt anh em đây là một con Nokia 5.4 ha, chị Android Nokia 5.4 đó, 4 cam ha. Đó thì máy này cũng một anh khách quen, anh đưa cho Thịnh trước khi mà anh đưa qua, anh có gọi nhờ Thịnh tư vấn là anh nói là máy ảnh là bị quên mật khẩu, do con ảnh nhấn chơi rồi nó quên mật khẩu. Sau đó anh đưa nhờ cho bạn ảnh phá mật khẩu ra giùm rồi bấm tùm lum tùm la thế nào, bây giờ là coi như nó rối quá rồi. Đó, anh muốn mang qua máy qua Thịnh để nhờ Thịnh mở khóa. Thì hôm nay Thịnh làm cái video clip này, chủ đề Thịnh nói với anh em đó là cái công tác mở khóa màn hình khi mà chúng ta bị quên mật khẩu, và chúng ta áp dụng những cái biện pháp như nhấn nút mà quên mật khẩu để sử dụng những cái câu hỏi gợi ý, những cái biện pháp để khôi phục mật khẩu nó không còn tác dụng nữa, thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Bởi vì hiện nay vấn đề này nó rất là phức tạp ha, nó không còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa khi chúng ta sử dụng những cái chiếc máy Android tầm 4-5 năm đổ về trước thì chúng ta quên mật khẩu, chúng ta chỉ việc bấm tổ hợp phím, chúng ta xóa trắng máy, wipe máy, đó là máy nó bị xóa sạch hết dữ liệu và nó sẽ cho chúng ta vào bên trong để sử dụng bình thường ha. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không làm được điều đó. Anh em nào vẫn còn luôn gọi là hoài niệm về quá khứ để mà áp dụng trên những cái thiết bị mà chạy Android đời mới này thì rất đáng tiếc là anh em không còn làm được nữa ha. Đó là lý do tại sao anh bạn của vị khách này anh làm loay hoay đủ thứ, anh không phá ra được cái mật khẩu đó. Đó. Thì mình nói chia sẻ với anh em cái lý do của cái việc này, đó là hiện nay tất cả những bản hệ điều hành của mọi nhà sản xuất luôn, hiện nay có hai nền tảng hệ điều hành thông dụng nhất, đó là Android và iOS, đúng không anh em? Đó, những thiết bị Android và iPhone. Đó, đơn giản là vậy, là hai cái nền tảng thông dụng nhất. Thì qua mỗi cái lần cập nhật, cái xu hướng chung của cả hai nền tảng này là họ cập nhật lên rất nhiều về cái vấn đề bảo mật. Đó, họ quan trọng rất nhiều vấn đề bảo mật. Bây giờ anh em cứ nghĩ đi, một cái thiết bị chuẩn bị dính mật khẩu là cái mật khẩu mở khóa màn hình được cái người chủ thiết bị người ta đặt. Nếu mà những nhà phát triển hệ điều hành họ không cập nhật cái bảo mật thì có phải cái việc mà mở khóa nó đơn giản như ngày xưa, nó như một cái trò cười vậy? Đó anh em, đó. Đó thì xu hướng của những cái thiết bị hiện nay là càng nâng cấp hệ điều hành lên, cái độ bảo mật nó càng cao và chúng ta càng khó khăn trong cái việc mà bẻ khóa mật khẩu ha. Thì giờ Thịnh nói với anh em cái phương hướng để mà mình xử lý khi mà chẳng may mình rớt phải cái tình trạng này. Đó là nếu bây giờ thiết bị mình xác định là quên mật khẩu rồi, mình sử dụng những cái biện pháp ví dụ như những cái nút quên mật khẩu, để những cái suggest, những cái gợi ý để mà lấy lại mật khẩu mà chúng ta vẫn không làm được, chúng ta xác định là phải phá bỏ nó đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia ra hai tình huống như thế này. Nếu máy này là anh em mua chính chủ từ đầu, mua mới, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng chứng minh được là anh em là chủ máy, anh em cầm thẳng ra trung tâm bảo hành chính hãng ha. Đó, nơi đó dựa vào những hóa đơn chứng từ đó và họ sẽ mở ra cho anh em một cách miễn phí. Đương nhiên khi mà chúng ta đã mở khóa mật khẩu thì xác định là không lấy lại được dữ liệu nha. Toàn bộ máy nó sẽ trắng hết, đó là nguyên tắc khi mà phá khóa. Khi mà phá khóa mật khẩu là máy sẽ xóa sạch dữ liệu hết, chúng ta vô sử dụng như một cái máy mới lúc đầu. Tuy nhiên những trung tâm bảo hành chính hãng họ chỉ làm với điều kiện anh em chứng minh được anh em là chủ máy, để tránh những cái trường hợp mà máy bị mất cấp hay sao đó. Đó là trung tâm bảo hành chính hãng họ chỉ làm với điều kiện đó thôi. Còn ví dụ như chúng ta mất hóa đơn chứng từ rồi, chúng ta không thể mà chứng minh được nhưng mà máy này vẫn đúng là của mình, thì bắt buộc mình phải tìm đến những cái dịch vụ tư nhân ở bên ngoài, những dịch vụ mở khóa tài khoản giống như Thịnh vừa thực hiện xong cho anh khách hàng quen thân quen của mình. Đó là phá khóa chiếc mật khẩu chiếc Nokia 5.4 này. Rồi, thì đối với Thịnh, khi mà Thịnh thực hiện dịch vụ này, Thịnh cũng yêu cầu là máy phải là có nguồn gốc chính chủ của anh em. Không may Thịnh không thực hiện những cái máy mà gọi là máy trộm cắp ha. Cái đó anh em lưu ý giúp mình. Đó. Thì khi mà anh em, chẳng may anh em rớt vào cái tình huống đó, Thịnh sẽ tùy từng thời điểm, bây giờ Thịnh không dám nói chắc nữa, bởi vì như Thịnh chia sẻ nãy giờ đó là những cái phiên bản Android họ ra mắt ngày càng cập nhật về cái vấn đề bảo mật. Ở thời điểm này Thịnh có thể mở được, nhưng thời điểm khác khi họ ra một phiên bản khác có thể là không mở được ở thời điểm đó. Nên anh em có nhu cầu gặp phải vấn đề này, anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình, ở từng thời điểm mình sẽ nhận máy và mình coi chính xác trên từng cái thiết bị nó đang chạy cái phiên bản nào, cái nền tảng nào, để đưa ra cho anh em cái phương hướng xử lý để anh em có máy tiếp tục sử dụng ha. Đó, mấu chốt là vậy. Vậy thì cụ thể chiếc Nokia 5.4 này, ở thời điểm ngày hôm qua Thịnh nhận máy và bên Thịnh tốn một ngày làm việc, hôm nay mới phá khóa xong, anh em thấy cái mức độ bây giờ nó như thế nào ha. Ngày xưa anh em vô anh em bấm một xíu vài ba phím trong vòng 5-10 phút là có cái máy xài rồi
Còn hôm nay cũng là vì cái mục đích để có được cái máy xài thôi, nhưng mà mất một ngày trời hơn Bình Thịnh mới làm xong được. À, chúng ta mình cần phối hợp giữa những cái tool tốn phí, mình nói chung là bây giờ là tốn phí những cái thiết bị, những cái công cụ Thịnh mua, rồi những cái bóc phần mềm chuyên dụng Thịnh dùng để chạy đều là phải tốn phí để mua, để đầu tư hết, chứ không có mà đơn giản bấm phím để mà không tốn gì cả như ngày xưa nữa ha. Đó, anh em lưu ý là như vậy. Rồi bây giờ hình tổng kết lại ha, nếu anh em gặp phải tình trạng quên mật khẩu mở khóa màn hình trên những dòng thiết bị Nokia đó, nhất là những con Nokia chạy Android thế hệ mới sau này, thì vấn đề mở khóa nó đã phức tạp hơn ngày xưa rất là nhiều. Tùy từng thời điểm, anh em cứ liên hệ trực tiếp thông báo cho Thịnh biết cái model đó, cái hệ điều hành đang sử dụng nếu anh em biết ha, và anh em mang máy qua cửa hàng mình sẽ xem chính xác để mình đưa ra cái phương hướng xử lý cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này nha, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả, bye bye.